ta? Con nghĩ này liễu. Liễu hả? Ủa nó có cái này là bông hay gì? Đây nè, đó. Bông hả? Nó nhìn nó ngộ. Ồ, cái này mận hương mà nó thấy rồi nó chạy nó la là. Nó con nó sợ sâu dữ lắm. Nguyên con cóc bự nằm đó. Maximum là 300. Ủa vậy hả? Chưa tới 300. Em chưa, em sao nó chưa gửi cho em nữa vậy? Chắc nó đang gửi đó. Chủ nhà chưa. Trời ơi, ngàn mấy hay còn. Trời ơi, em đang đóng 140 bây giờ hả? Còn có 95. Đào đẹp chưa? Hoa đào nở rộ rực rỡ luôn nè, quá đẹp. Chả thấy cái cây gì luôn á. Chụp hình ấy má. Đẹp thiệt là đẹp. Ừ, đứng vô chụp cho.